À, xin chào tất cả các em rất vui khi gặp lại các em trong cái à, nội dung tiếp theo của chương số 4 bàn về việc giải những cái công thức truy hồi à, như vậy là qua hai cái dạng toán đầu tiên ở trong chương số bốn à, chúng ta đã tiếp cận với một à, cái phương pháp à, để đi giải những cái công thức à, truy hồi ở dạng tuyến tính đúng không à, ở dạng 1 và dạng 2 thì chúng ta đã tiếp cận với à, công thức truy hồi tuyến tính thuần nhất à, công thức truy hồi tuyến tính không thuần nhất ha, à, có hệ số hàng. đấy và hôm nay thì thầy sẽ bàn tiếp với các bạn một số một số các cái công thức truy hồi tuyến tính cũng như là một cái số các áp dụng của công thức truy hồi tuyến tính trong việc giải quyết một số các công thức truy hồi phi tuyến tính hả à, phi tuyến tính à, thì ở trong cái dạng số 3 này thì chỉ trình bày một số các cái dạng thôi chứ không phải là tất cả à, đối với phi tuyến tính thì nó rất là phức tạp vì trong trường hợp tổng quát không thể ai mà giải được những cái công thức truy hồi phi tuyến tính À, dưới đây là một số các cái ứng dụng cũng như là áp dụng công thức truy hồi tuyến tính để giải quyết cho một số các cái trường hợp mà các bạn thường gặp trong cái à, việc à, tính toán những cái công thức à, truy hồi ha à, thế thì cái dạng đầu tiên mà các bạn thường hay gặp đó là cái vấn đề ứng dụng của cái công thức truy hồi tuyến tuyến tính à, trong cái việc giải những cái cái hệ phương trình sai phân à, tuyến tính cấp 1 có hệ số hạt. À, cái dạng đầu tiên này thì nó khá là đơn giản về mặt phương pháp ứng dụng của nó trên cơ sở của à, công thức truy hồi à, tuyến tính cái dạng cấu trúc của một cái hệ phương trình sai phân tuyến tính đó. cấp 1 mà có hệ số hàng thì nó có dạng như thế này kìa à, có nghĩa là nó có hai cái phương trình sai phân à, bản chất của phương trình sai phân đây chính là những cái công thức truy hồi mà thôi nhưng có điều rằng là nó phụ thuộc theo thứ hai cái hai cái biến là à, đó là x và y n à, có nghĩa là trong này nó có hai cái dãy số nha các bạn nhớ chưa và hai cái dãy số này nó thỏa mãn cái điều kiện là xn cộng 1 thì nó sẽ bằng p nhân xn cộng q n. À, rồi n cộng 1 thì bằng rxn cộng xn. Trong đó à, p q rx này là những cái số thật à, và xn n là các cái dãy số mà chúng ta cần phải tìm cái số hàng tổng quát của nó. Được chưa nào? Đấy thì, thì, phương pháp giải những cái bài toán này thì các bạn chỉ cần đơn giản là ta sẽ sử dụng à, cái phương pháp thế mà thôi. À, phương pháp thế. Ví dụ như các bạn xuất phát từ cái phương trình 1 này thì các bạn sẽ thấy được rằng à từ cái công thức tri hồi này ta sẽ suy ra được ngay là xn cộng 2 đó thì nó sẽ bằng p nhân xn cộng 1 cộng cho quy yn cộng 1 đúng chưa rồi sau đó các bạn lấy cái yn cộng 1 mà có được ở trong cái à, cái phương trình thứ hai này các bạn thế trực tiếp vào trong cái quy này à, vào trong cái cái cái, cái, cái đẳng thức này à. như vậy các bạn sẽ có được là p nhân cho xn cộng 1 nó sẽ bằng Q nhân cho r xn cộng cho x yn à, rồi như vậy ở đây thầy sẽ nhân phân phối vào luôn, đúng không? Đây nhân phân phối vào luôn. Đấy, thì trong cái, à, cái 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 IN đằng sau đây này. Đấy, thì các bạn sẽ rút từ cái IN đây nha. Q X IN thì riêng cái Q IN đây nè. À, thì các bạn sẽ thay nó vô là bằng XN cộng 1 và trừ cho P à, XN đúng không? Đấy thay cái này vô đây. Đó, thay cái, vô cái cái, 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 cái cái QIN hả? Đấy, thay vô trong này. Thay luôn vô ha. Như vậy lúc này ta sẽ rút ra được xn cộng 2 đó, nó sẽ viết lại dưới dạng một công thức truy hồi theo chính nó. À, theo chính cái biến đó thôi, có nghĩa là ta ta khử được y, các bạn thấy chưa? Ý nghĩa là như vậy, ta khử được cái y trong này. Như vậy ta sẽ có được một cái công thức truy hồi à, ở dạng bậc 2 theo cái xn. Đấy, như vậy là ta có được xn cộng 2 á thì nó sẽ bằng p cộng x nhân xn cộng 1 cộng cho QR trừ cho PX nhận XN Thì cái này là đơn giản thôi vì lý do ở đây là các bạn có thể thay vô và nhân phân phối nó ra thôi mà. Đúng không? Và cái này là QIN đặt cái X này ra là QIN thì các bạn sẽ thay là X nhân cho gì? XN cộng 1 trừ cho B XN. Rồi nhân phân phối rồi ghép những cái số hạng này lại với nhau như vậy như này là có P cộng X. Và cái này là có QR và trừ cho XP. Được chưa? Đấy XN. Đấy như vậy là ta sẽ được một cái công thức tri hầu và các bạn sẽ giải công thức tri hầu này ra. Bản chất của công thức tri hầu này nó là một dạng công thức tri hồi tuyến tính thuần nhất có hệ số hàng mà thôi. Được chưa? À, như vậy là chúng ta sẽ dựa vào cái công thức uh, nghiệm của các phương trình đặc trưng tương ứng để chúng ta rút ra cái luận nghiệp của nó. À, đây, rất là đơn giản. Và tất nhiên khi các bạn tìm được xn rồi á, phải không? thì các bạn sẽ ra được in thôi. Nó không có gì khó khăn cả. Nhá. À, ví dụ xn mà các bạn có rồi thì các bạn sẽ có được xn cộng 1. Và có xn cộng 1 và n thì từ cái đẳng thức này nè, các bạn sẽ rút ra được yn thôi nó rất là nhanh không có khó khăn gì cả không đấy à, ta có thể lấy ngay một cái ví dụ áp dụng cho cái cái việc giải một cái, cái hệ phương trình sai phân à, tuyến tính, tính cấp 1 có hệ số hàng dưới đây à, bài tập một cái ví dụ rất là đơn giản phải không? đây các bạn có thể thấy như thế này à, ở đây người ta cho hai cái hai cái dãy số xn và đề bài toán người ta yêu cầu xn và in à, người ta yêu cầu là tìm cái số hạng tổng quát của các cái cái giải số này biết rằng các cái dãy số này nó thỏa mãn cái điều kiện này đây là một hệ phương trình xây phân đúng không cái này xn cộng 1 thì bằng 4 xn trừ 2 yn nè và đây yn cộng 1 thì bằng xn cộng yn trong đó hai cái điều kiện ban đầu người ta cho trước đó là x0 và y0 đều bằng 0 có nghĩa rằng là uh, các cái n này nó chạy từ không trở đi được chưa rồi bây giờ ta sẽ giải bài toán này như sau đầu tiên các bạn xuất phát từ một cái phương trình nào đó phải không ví dụ ở đây thầy sẽ xuất phát từ cái phương trình số 1 giống như như đây này đi nha À, các bạn thấy rằng là ở đây thầy xuất phát từ xn cộng 1 rồi bằng này nha. Chỗ này là bằng 4xn. Được chưa? Rồi. À, cộng cho à, trừ cho 2yn hả? Trừ cho 2yn. À, đây là cái 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 phương trình 1. Như vậy ta sẽ suy ra được à xn cộng 2 của chúng ta nó bằng cái gì ha? Xn cộng 2 thì nó sẽ bằng là 4xn cộng 1. Rồi, -2IN 1 chưa? Yeah. Đấy, đầu ta thay cái cái IN cộng 1 ở hai này vô ha. Thay hai vô thì lúc này là thay 2 vào này. Thay 2 vào 3 đi, đó, đúng không? Đấy, vào 3. Đó, ta được. Đúng chưa? Yeah. Như vậy ta sẽ được một cái cái đẳng thức là xn cộng 2 thì nó sẽ bằng là gì? Đây 4xn cộng 1 nha. Yeah. xn cộng 1. Rồi, các bạn trừ cho thầy là 2. Rồi IN cộng 1 này các bạn thay là bằng XN cộng IN vô ha. Như vậy là XN cộng IN vô. Được chưa? Rồi, viết cái này cho nó phân tích ra luôn. Như vậy chỗ này ta được là 4 XN cộng 1 và trừ cho 2 XN. Rồi trừ tiếp cho 2 IN. Được chưa? Rồi, bắt đầu xuất phát từ cái đẳng thức 1 này. À, từ 1 À, chúng ta suy ra được là hai lần IN đó Thì nó lại bằng là gì? à, 4 xn trừ cho xn cộng 1 chưa có đúng không đấy các bạn rút ra rồi ta lấy cái in này ta thay qua đây cho thầy nè à, cho nên suy ra được à, xn cộng 2 của chúng ta đó bây giờ nó thành là 4 xn cộng 1 nè rồi trừ cho hai lần xn này rồi trừ cho cái 2 in này nữa trừ 2 in có nghĩa là trừ cho cả cái hiệu này ha như vậy là trừ cho 4 xn cộng cho xn cộng 1 được chưa rồi, các bạn rút gọn cái này đi. Như vậy là ta sẽ có được là gì? À, xn cộng 2. Được chưa? Cái này với cái này là thành 5. Xn cộng 1, đúng không? Và trừ cho 6 xn. Như vậy các bạn sẽ có được một công thức truy hồi. À, một công thức truy hồi. Tuyến tính thuần nhất có hệ số hạt. Đấy. Thế thì để giải công thức này thì các bạn sẽ xét. À, ta gọi cái này là số 4, công thức số 4 nha. À, phương trình đặc trưng đặc trưng. Đấy, cái này thì các bạn đã học ở trong cái dạng số 1 thầy đã trình bày trong video trước rồi hỏi nè. Phương trình đặc trưng các bạn nhìn qua đây các bạn sẽ ghi luôn phương trình đặc trưng của nó là R bình phương con 5 chuyển qua là trừ 5R cộng cho 6 bằng 0. đúng chưa? Đấy. Thế thì từ cái phương trình này các bạn có thể bấm máy tính giải nghiệm ra thôi, cái nghiệm này chắc có lẽ là khá đơn giản. À, các bạn có thể nhìn vô là thấy được nghiệm ngay. Một nghiệm nó sẽ là bằng 2 và một nghiệm bằng 3, đúng không nào? Đấy như vậy cái phương trình đặc trưng này có hai nghiệm phân biệt cho nên ta suy ra được à, suy ra được cái nghiệm tổng quát của bốn à, nó sẽ là x n bằng gì xn nó sẽ bằng uh, alpha nha nhân cho gì alpha nhân cho hai mũ n cộng cho beta nhân cho ba mũ n chưa đấy trong đó alpha beta nó là gì à, thuộc vào số thực à. đấy như vậy là thầy đã tìm được xn n rồi, tiếp theo thầy sẽ thay cái xn này vào ở trong cái cái công thức ở à, đây. Đây, được chưa? Rồi, như vậy ta có này. À, vậy, 2 lần xn này nó sẽ bằng là 4 xn, nghĩa là 4 nhân cho cái đây. Xn của chúng ta là alpha nhân cho à, 2 mũ n cộng cho beta nhân cho 3 mũ n. Ok chưa? Rồi, trừ cho xn cộng 1, có nghĩa là xn bằng cái này thì xn cộng 1 nó sẽ bằng mở mốc đơn này alpha nhân cho 2 mũ n cộng 1 cộng cho beta nhân cho 3 mũ n cộng 1. Được chưa? Rồi các bạn viết cái này cho nó gọn lại cho thầy bằng cách chia con 2 này xuống qua luôn nha. Như vậy cái này nó sẽ còn lại là 2. Alpha nhân cho 2 mũ n này. Đúng không? Rồi cộng cho 2 beta này. Nhân cho 3 mũ n này. Cái này nó thành là trừ cho gì cả. Sau khi mà chia cho 2 thì cái này nó thành là gì? À, trừ cho 2 alpha à, alpha nhân cho 2 mũ n chứ rồi còn cái này mà chia cho 2 thì nó là trừ cho beta chia 2 nhân cho 3 mũ n cộng 1 được chưa đấy như vậy là tương đương cái này là in bằng này đấy thầy đã chia con hai nó xuống rồi đó các bạn thấy chưa rồi à, có thể nhóm các cái số hạng lại cho nó gọn hả à, ví dụ như cái đây 2 alpha với cái đây là còn lại là alpha thật đúng không? Viết cái này lại là tương đương với IN sẽ bằng chỗ này là 2 alpha mà trừ cho alpha là còn lại là alpha thôi này. Nhân cho 2 mũ n này. Được chưa? Còn cái này nó sẽ là gì? À 2 beta. Được chưa? Rồi cái này nó sẽ là bằng 3/2 trừ cho 3/2 beta. À có 3 mũ n làm thử số chung nha các em. Đó. Đây là 3 mũ n. Này. Đấy như vậy cái này nó là 4 Như vậy là còn lại là 1 phần 2 nhân beta Nhân cho 3 mũi n Đúng không? Đây 4 trừ 3 là còn 1 phải không? Như vậy là thành cộng cho 1 phần 2 beta Nhân 3 mũi n Đấy Như vậy là ta, ta tìm được xn và n chưa nào? Đúng không? Tìm được xn có nghĩa là hai cái số hành tổng quát Rồi Bây giờ ở đây các bạn sẽ làm tiếp cho thầy cái công đoạn là gì? À đi tìm alpha và beta dựa vào hai cái điều kiện ban đầu này Đúng không? Đấy Thế thì à, tìm alpha beta dễ thôi à, với công thức nó cho như thế này ta có được x 0 có nghĩa là không đó là các bạn thay n bằng không vào đây à, như vậy ta sẽ được là alpha cộng beta đúng không đấy alpha cộng beta thì nó cho bằng một này tương tự như vậy y 0 à, y 0 chỗ này là y 0 chỗ này là bằng alpha y 0 thì chỗ này là cộng 1 phần hai beta cũng bằng một luôn đúng không như vậy từ đây các bạn suy ra được alpha sẽ bằng và beta sẽ bằng rất đơn giản phải không lấy ở trên trừ dưới 1 phần 2 beta là bằng 0. Như vậy beta bằng 0. Và beta bằng 0 thì alpha sẽ bằng 1. Đúng không? Như vậy ta kết luận. Vậy. À, hai cái giải số xn và in này cần tìm nó có số hạng tổng quát là xn sẽ bằng à, gì đây? 2 mũ n. Và in sẽ bằng à, bao nhiêu? Đây. À, 2 mũ n luôn. Đấy. Và điều này đúng với mọi n là tập số tự nhiên. Được chưa? Đấy n chạy từ không ra đi nha. À, tất nhiên rằng là những cái bài toán như thế này thì các bạn thấy rằng cái 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 việc ứng dụng của cái gì? À, việc ứng dụng của cái công thức truy hồi tuyến tính vào trong cái vấn đề này nó được thực hiện dựa vào các kỹ thuật giải bằng các phương pháp thế thôi, đúng không? Rất là đơn giản. Đó là cái bài toán đầu tiên. À, thế thì bây giờ áp dụng cái dạng này này vào trong cái dạng số 2 nha. Bây giờ trước khi mà dạng số 2 thì thầy sẽ giới thiệu các bạn một cái À, cái à, bài tập về nhà ha cái tương tự để ta về ta tự làm đây cái à, bài giải của chúng ta các bạn có thể theo dõi dưới đây nha à, cách thức làm thì nó không có gì khác so với chúng ta cả à, thầy đã trình bày ở trên rồi bây giờ chẳng qua là viết lại cho nó bài bản thôi ở dưới đây nó có một cái bài tập à, tương tự các bạn về nhà có thể làm thêm Đúng không? đây người ta nói là tìm công thức số hàng tổng quát của cái dãy số xn và n mà sao cho xn là bằng 2n trừ cho n và n cộng 1 thì bằng xn cộng 4n trong đó hai cái điều kiện ban đầu cho trước là x0 bằng 2 và y0 bằng 1. À, cái cái bài thứ hai đó là xn cộng 1 thì bằng 1 phần 2 xn trừ 3 phần 4 yn. À, trong đó yn cộng à, và yn cộng 1 thì bằng xn cộng 1 phần 2 yn. À, trong đó x0 bằng 2 và y0 bằng 0. À, rồi ở đây thầy có đáp số luôn rồi nè. Các bạn về tính thử nhé. Tất nhiên là thầy đã giải rồi nhưng mà các bạn có phải kiểm tra lại cho nó chắc ăn. À, tất nhiên là tính rồi đó. Rồi đó là cái dạng đầu tiên. À, ứng dụng của cái cái công thức truy hồi vào việc giải những cái bài toán khác nha rồi à, bây giờ chúng ta sẽ à, lại áp dụng cái 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 phần hệ phương trình sai phân tuyến tí tích cấp 1 này để giải quyết cho một cái loại à, lọ công thức truy hồi phi tuyến tí tính à, thứ hai sau đây à, dạng số 2 à, đó là công thức truy hồi bậc 1 nhưng mà nó có dạng phân thức nó như thế này các em. Thế thì rõ ràng là các bạn thấy rằng là cái công thức tri hồi mà chúng ta xét trong cái trường hợp này là nó không phải tuyến tính. Này, nhìn vào đây là nó không phải là dạng dạng tuyến tính đúng không? Đấy, tuyến tính thì trước hết là nó phải bậc nhất theo các cái x, xn. Đó, đấy, à, rồi hệ số của nó là phải hàng số. Đó, đấy, nhưng mà ở đây nó không phải, nó dạng phân phân thức như thế này, và phân thức bậc nhất. x à, xn cộng 1 là bằng p nhân xn cộng q chia cho rx cộng à, rxn cộng x và trong đó x0 nó cho là bằng a. Được chưa? Ở đây là p q x và a này đều là những số thật. Và xn là cái giải số mà chúng ta đang cần để đi tìm cái số hàng tổng quát của nó. Thế thì phương pháp để giải cái dạng này là gì? À, ở đây người ta áp dụng một cái kết quả sau đây. Tất nhiên là từ cái cái hệ phương trình sai phân tuyến tính à, cấp 1 ha, mà ra. Đấy, có nghĩa là từ cái dạng số 1 chúng ta mới làm xong á. Người ta nói rằng là như thế này nè Nếu IN và ZN là các nghiệm của cái hệ phương trình sai phân tuyến tính cấp 1 à, Như này là IN cộng 1 là bằng PIN cộng QZN Trong đó PQ là hai cái hệ số điện tử nè Và ZN cộng 1 là bằng RIN cộng cho XZN Được chưa? À, trong đó R và X là hai cái hệ số ở dưới cái mẫu này nha. Và cái điều kiện ban đầu tương ứng là Y bằng A và Z bằng 1 thì lúc này người ta lấy IN chia N thì ta sẽ được à, cái công thức nghiệm của cái cái mục này. Đấy, cái một này. À, như vậy cái việc mà giải cái này nè, ta dựa vào hệ phương trình xe phân. Mà hệ phương trình xe phân giải được bằng cách nhờ vào gì? Nhờ vào công thức uh, truy hồi ở dạng tiến tính thuần nhất có hệ số hạt. Đúng không? Đấy, như vậy một lần nữa là lại quy về đây. Các bạn thấy chưa nào? À. thế bây giờ thầy sẽ giải thích tại sao... À, tại sao cái 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 xn mà bằng in chia với cái n này nó lại thỏa cái điều kiện này nha nó lại thỏa cái điều kiện này đấy thế thì cái việc giải thì đơn giản thôi các bạn có thể thấy rằng là à, với cái điều kiện mà bài toán nó cho như thế này nè ha thì các bạn thấy rằng a à, từ giả sử như in và với n nó thỏa mãn cái điều kiện này như vậy chứng tỏ ta sẽ lập ngay cái ta lập ngay cái cái cái, cái phân số ha như vậy là in cộng một mà chia cho giấy n cộng một đúng chưa Đấy, thì theo định nghĩa của chúng ta đây thì nó chính là xn cộng 1, đúng không? Có phải không nè? Rồi, thế thì cái nó bằng cái gì? À, nó sẽ bằng P nhân cho IN cộng cho Q nhân cho ZN và chia cho à, gì nhỉ? RIN cộng cho XZN. Thì riêng cái phân số này các bạn chia tử và mẫu cho ZN cho thầy. Như vậy nó được là P IN chia ZN cộng cho Q. Đúng không? Và chỗ này là RIN chia n cộng cho x mà như chúng ta định nghĩa a à, xn thì nó là bằng in chia xn à như vậy là chỗ này nó sẽ là bằng p nhân cho xn cộng q chia cho gì r nhân xn cộng x như vậy điều đó chứng tỏ rằng ký à, giải số xn được định nghĩa thông qua hai cái giải số in và xn theo cái công thức này à, thỏa mãn điều kiện là nghiệm của hai này đấy thì rõ ràng là nó thỏa cái điều kiện này chưa đây này xn là bằng p à, xn cộng xn cộng một là bằng p xn cộng q chia cho r y xn cộng x đây nó thỏa này thấy không rồi tiếp tục ta xác cái điều kiện ban đầu nhé xác điều kiện ban đầu ở đây x không thì được tính là bằng y không chia z không và rõ ràng y không là nó bằng a và với không là nó bằng một cho nên kết quả bằng a như vậy nó thỏa điều kiện ban đầu này luôn được chưa đấy như vậy một cái giải số xn được tính thông qua yn và xn như thế này thì rõ ràng nó thỏa cái nó thỏa điều kiện của cái bài toán này như vậy chứng tỏ nó là nghiệm đúng không đấy rồi cái việc chứng minh thì nó khá là nhẹ nhàng À, không có gì khó khăn à, Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái quy trình này Vào việc giải một cái bài toán cụ thể Đây, ví dụ ở đây người ta cho chúng ta này Là cái công thức truy hồi Xn cộng 1 nó được tính à, Dưới dạng là xn trừ 2 chia xn cộng 4, trong đó x cho bằng 0 Được chưa nào Rồi. Thế thì bây giờ muốn tìm Cái à, nghiệm của các công thức truy hồi này Nghĩa là nghiệm tổng quát của nó đó. À, Thì các bạn phải dựa vào Cái hệ phương trình sai phân Tuyến tính cấp 1 tương ứng đi đây Được chưa như vậy để giải bài toán này đầu tiên các bạn lập cho thầy cái công thức à, cái hệ phương trình xe phân trước cái này ha. Đó, đầu tiên là ta xét hệ phương trình xe phân. Xét hệ phương trình sau đây ha. Đó là IN cộng 1 à, là bằng gì đây? Chỗ này là 1 trừ 2 nha. Như vậy chỗ này nó sẽ là IN trừ cho 2 lần zn. Đó. Rồi zn cộng 1 là các bạn sẽ là bằng 1 4 đúng không? Như vậy nó sẽ là IN cộng cho 4 zn được chưa và thì gọi đây là phương trình 1 và đây là phương trình 2 rồi bây giờ ta giải cái hệ sai phân này ra để tìm y n và y nào được chưa rồi bây giờ cái hệ phương trình sai phân này thì giải đơn giản thôi các bạn rút từ một này ta rút ra được là y n cộng 2 đúng không ta làm lại tương tự giống y như cái bài tập hồi nãy thôi y n cộng 2 thì nó bằng à, bằng y n cộng 1 đúng không rồi các bạn trừ cho thầy là 2 lần giấy N cộng 1. Được chưa? Rồi, lấy cái giấy N cộng 1 ở 2 này thêm vô đây. Như vậy nó sẽ bằng là IN cộng 1 trừ cho 2 lần mở 1 đơn này. Chỗ này là bằng IN cộng cho 4 giấy N. Rồi, thầy nhân phân phối vô luôn ha. Như vậy là IN cộng 1 trừ cho 2 lần IN trừ cho 8 giấy N. Được chưa? Thế thì riêng có 4 giấy N ở, ở, ở trong này nè. À, hoặc là ở tên này. À, ta rút cái này ra nha yeah. đấy như vậy là từ 1 ta lại suy ra được à, hai lần giấy cái n đó thì nó sẽ bằng in trừ in cộng một được chưa và thì gọi đây là ba à, thay vào ba ta được đúng không ta được cái gì à ta được tóm lại là in cộng hai đó thì nó viết là là bằng in cộng một này trừ cho hai in này Chỗ này là trừ 8 giấy cái n. Trừ 8 giấy cái n có nghĩa là trừ cho 4 nhân cho IN trừ cho IN cộng 1 Được chưa? Đấy, mục tiêu của chúng ta là khử cái giấy đi thôi Rất là đơn giản, cái này rút gọn đi nha Như vậy là tương đương là ta sẽ được IN cộng 2 Nó sẽ bằng cái gì? Chỗ này là IN cộng 1 Và cộng cho 4 IN cộng 1 này nữa là 5 IN cộng 1 Được chưa? Rồi cái này là trừ 2 IN mà trừ 4 IN nữa là trừ 6 IN. Đó, như vậy các bạn sẽ được một cái công thức truy hồi tuyến tính thuần nhất có hệ số hàng. Được không? Và công thức này người ta gọi là công thức số 4. À, cái phương trình đặc trưng của 4. Đó, phương trình đặc trưng của 4 là gì? R bình 5 cho R cộng 6 bằng 0. À, cái phương trình này khá là đơn giản, phải không? Hồi nãy ta hình như ta giải cái này một lần rồi ta được R bằng 2 và R bằng 3. Như vậy ta suy ra được nghiệm tổng quát của bông. À, là IN nó sẽ bằng à, là alpha nhân cho 2 mũ N cộng cho beta nhân cho 3 mũ N. Rất đơn giản. Alpha beta thuộc R nha. Đấy, như vậy là ở đây là thầy đã tìm ra được cái công thức nghiệm IN. Rồi. À, xuất phát từ cái chỗ này nè, đấy, À, các bạn suy ra được zn uh, cho thầy nha rồi tới đây ta sẽ đi tìm zn uh, nhé à, như vậy là ở đây zn sẽ bằng cái gì như vậy là ở đây zn à, zn đây là hai lần zn ha nó bằng đây thay thế vào đây này hai lần giết n thì bằng in in chúng ta mới vừa tính ra là bằng alpha nhân 2 mũ n này. cộng cho beta nhân cho 3 mũ n này được chưa rồi trừ cho in cộng một như vậy là trừ cho này mở móc đơn này alpha này hai mũ n cộng một này cộng cho beta nhân cho 3 mũ n cộng một này được chưa rồi cái này thầy sẽ rút gọn luôn đi hả như vậy cái này nó sẽ là hai lần n như vậy chỗ này nó còn lại là gì các có phải là trừ đây là hai alpha hả ha? alpha với alpha này nữa là thành trừ alpha nhân cho hai mũ n này tương tự cái này nó sẽ là trừ cho gì à, trừ cho hai vì vì chỗ này nó là ba beta mà. đó trừ ba beta trừ ba beta mà cộng với một beta là còn là trừ hai beta như vậy là trừ hai beta nhân cho ba mũ n đó đầu rút cái vết n ra được chưa là chia hai xuống như vậy là trừ alpha trên hai nhân cho hai mũ n trừ cho beta nhân cho 3 mũ n. Các bạn rõ chưa? Rồi, sau khi ta có y uh, n và z n thì các bạn phải khai thác cái giả thiết ngay chỗ này. Đây. đây người ta bảo này, à y0 là bằng gì? y0 là bằng a, a chính là không này. Đúng không? Đây chính là a này. Đó, như vậy a là không Và z zero là bằng một Đấy, các bạn khai thác cái giả thiết này ban đầu để tìm alpha và beta từ đây luôn. Được chưa? Rồi. Như vậy xuất phát thì ta có là y0 là bằng gì các bạn thấy vô đây anh y pha là anh pha cộng beta phải không? Rồi, cái này nó sẽ bằng 0 này. Tiếp y0, y0 là thay alpha bằng 0 à, uh, n bằng 0 vô đây. Như vậy các được là trừ alpha trên 2. Rồi trừ cho beta để cho bằng 1. Được chưa? Rồi cộng với theo vế cái này lại ta được là 1/2 alpha là bằng gì đây? Bằng 1 suy ra được alpha bằng 2 chưa ạ? À? Alpha bằng 2 và beta bằng gì? Beta bằng trừ 2. À, rồi, kết luận. Vậy y của chúng ta cần tìm nó sẽ là bằng à, 2 nhân cho 2 mũ n. Rồi trừ cho 2 nhân cho 3 mũ n. Và z ở đây nó sẽ là gì? À, alpha bằng 2 thì rút gọn cái chỗ này luôn nhé. Như vậy nó trừ cho 2 mũ n này. Đúng không? Rồi beta là bằng trừ 2 như vậy chỗ này là cộng cho 2 nhân cho 3 mũ n này được chưa? Rồi ta kết luận vậy. Cái nghiệm tổng quát của gì? Của cái công thức truy hầu đã cho là công thức này đây. À, của công thức truy hầu đã cho. Đấy là xn nó được tính là lấy in chi z nào này nhá. Nhưng Như vậy chỗ này thầy sẽ viết gọn lại là 2 mũ n cộng 1 này trừ cho 2 nhân cho 3 mũ n này. Chia cho chỗ này là trừ cho 2 mũ n này cộng cho 2 nhân 3 mũ n. Được chưa? Đây, công thức nghiệm cần tìm đó n chạy từ không trở đi được chưa rất đơn giản phải không đấy một cái à, ví dụ như vậy thôi như vậy bản chất cái việc giải những cái công thức truy hồi này là bằng cách dựa vào cái bài toán giải cái cái, cái hệ phương trình sai phân tuyến tính có một có hiệu số hàng ha à. đấy các bạn có thể xem các bài giải dưới đây và thầy cũng sẽ cho các bạn một cái bài tập tương tự để ta tự tạo làm, nhé. Để ta tự tạo làm nha để là tự ta làm 2 mũ n cộng 1 trừ 2 x 3 mũ n chia cho trừ 2 mũ n cộng cho 2 nhân 3 mũ n nha có thứ đúng đáp số không nào rồi đúng rồi đó ha đây rất là đơn giản như này ở đây ta có cái hệ phương trình xe phân tương ứng này đó rồi các bạn giải nó ra giống y như thầy đã trình bày thôi à, không có gì khác dưới đây nó có một cái bài tập tương tự để ta tự làm đây làm thêm giải các công thức tri hồi sau đây à, đó là xn cộng 1 thì bằng xn trừ 1 chia cho xn cộng xn cộng 3 à, với x0 ở đây cho bằng 1 nha rồi đáp xuống người ta tìm ra đây này đây. Được chưa các bạn về kiểm tra lại thôi nha đây là xn cộng 1 là bằng 2 lần xn cộng 1 chia xn trừ 1 trong đó x0 bằng 1 thì cái bài này giải ra nó hơi hơi dài dòng một tí vì cái cái số nó, nó hơi lẻ ha đây nghiệm nó đây được chưa nào đó các bạn về đối chiếu lại cho thầy nha. Đây công thức nghiệm ở đây. Được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ ta qua cái dạng tiếp theo, đó là một cái dạng nữa à, để bàn về vấn đề là đưa một cái công thức truy hồi dạng phi tuyến tính về công thức truy hồi tuyến tính như sau. Ở dạng số 3 này thì các bạn thấy đây là một cái công thức truy hồi phi tuyến tính bậc 2 nhá, nhưng mà nó có dạng phân thức như thế này là xn bằng n trừ 1 bình phương cộng c chia cho XN trừ 2. Trong đó hai cái điều kiện ban đầu là x1 bằng a và x2 bằng b. Được chưa nào? À, trong đó ABC là những số thực và XN là cái giải số ta cần tìm số hành động quát. Về mặt phương pháp để giải các công thức đi hầu này à, thì người ta tiến hành tuyến tính hóa nó. Tiến tính hóa nó. Có nghĩa là đưa cái công thức đi hầu ở dạng như này về dạng tuyến tính cho thầy. À, thì người ta bảo rằng là cái công thức đi hầu này có thể tuyến tính hóa được có nghĩa là chuyển nó từ cái cấu trúc của cái dạng phân thức như thế này về cái cấu trúc có dạng tuyến tính như thế này được. Đấy, chuyển nó về được nha. Ở đây là xn nó sẽ bằng alpha xn 1 cộng beta xn 2 nha. Và alpha beta sẽ được tìm như thế nào? À, các bạn sẽ tìm alpha beta dựa vào cái cái điều kiện ban đầu này này. Ở đây là x1 à, bằng a và x2 bằng b đó. Các bạn dựa vào đây thì các bạn tìm được alpha beta. Và khi ta tìm được alpha beta ta sẽ dựa vào công thức nghiệm của phương trình đặc trưng của nó ta sẽ suy ra được xn thôi như vậy cái bài toán này cái vấn đề lớn nhất ở đây nó là gì tại sao một câu hỏi đặt ra là tại sao từ cái cấu trúc này này mà lại suy ra được đây từ cái cấu trúc này không phải tiến tính mà suy ra được đây như thế này cái này người ta gọi là tuyến tính nó hóa được tuyến tính được Nha, không phải cái dãy số nào hay là công thức đi hầu nào nó cũng thể tuyến tính hóa được chỉ có một số cái thôi nha Thế thì ở đây thầy sẽ trình bày cho các bạn cái, cái, cái cách hả? làm sao mà cái này nó, nó đưa về đây được, nó đưa về dạng thứ tí tích được. không Trước khi chúng ta đi giải quyết cái bài tập cụ thể ở dưới đây, đó là bài tập số 3. Nha. Rồi bây giờ các bạn xuất phát từ cái đẳng thức này nhá à, bây giờ thầy sẽ chứng minh là nó tiến tính hóa được như sau này. Ở đây là xuất phát từ công thức đề đã cho là xn là bằng xn trừ 1 bình phương cộng c chỉ xn trừ 2 đúng không? Rồi tiếp Thế thì xn 1 nó bằng cái gì? Cũng công thức thay qua đây thì nó sẽ ra là à xn 2 bình phương đúng không? Cộng cho c chia xn 3. Đúng không? Rồi, từ đây các bạn sẽ nhân à, nhân lên này, nhân lại này ta được là xn nhân xn 2 thì bằng xn 1 bình phương cộng cho c. Rồi, cái dưới này thì nhân lên luôn là xn 1 nhân xn 3 đúng không? thì cái này nó bằng cái gì? xn trừ 2 bình phương cộng cho c. Rồi, thầy sẽ lấy vế từ vế để cho nó mắc cái c này đi nha. Thế vế từ vế thì cái chỗ này ra là xn nhân xn trừ 2 này. Trừ cho chỗ này là xn trừ 1 nhân xn trừ 3. Thì bằng là xn trừ 1 bình phương. Trừ cho xn trừ 2 bình phương. Được chưa? Rồi, Bây giờ thầy sẽ chuyển vế à xn 2 từ bên phải qua và đưa cái lượng trừ -xn 1, xn 3 qua bên cái vế bên phải ha. Như vậy là ta suy ra được là xn nhân xn 2 cộng cho xn 2 bình phương thì bằng xn 1 nhân xn 3 cộng cho xn 1 bình phương. Sau đó nhóm cái số hàng này thử số chung lại. Ở đây là xn 2 làm thừa số chung. Còn lại là xn cộng xn trừ 2 thôi nè. Các bạn rõ chưa? Rồi, bên đây á, là thầy sẽ nhóm cái xn trừ 1 làm thừa số chung. Như vậy trong này nó còn lại là xn trừ 1 cộng xn trừ 3 chưa? Rồi, ta rút cái cái này chia tỷ lệ ra. Nghĩa là ta suy nốt ra đúng cái đẳng thức là à, xn mặt cộng với xn trừ 2 đó. Thì nó chia cho chỗ này là xn trừ 1 đúng không? Thì nó sẽ bằng xn trừ 1 cộng xn trừ 3 chị cho gì chị cho x cái n thứ hai đó như vậy là thầy được cái 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 đẳng thức này, này, đây là cái đẳng thức mà ta ta đang mong muốn này tại sao vậy thì các bạn nhìn vào đây các bạn thấy a à, x n à, cộng một quy x mà cộng cho x n trừ hai chỉ x n trừ một thì nó lại bằng cái lượng này mà thay n bằng n trừ một vô này cái này đi. khi các bạn thay n bằng n trừ một thì cái biểu thức này nó sẽ biến thành cái biểu thức này chưa có đúng không như vậy điều đó cho chúng ta rằng là gì à cái đẳng thức này nó báo đó đẳng thức này đúng với mọi n là số tự nhiên và cụ thể ở đây nó n này phải lớn hơn bằng bằng bốn đây này vì đây nó chạy từ x một ra đi mà như vậy lớn bằng 4 ra đi đấy như vậy thì gì à như vậy thì tới đây ta sẽ suy ra được cái này này nó không những đúng tới hai cái số hạng này đâu mà nó sẽ đúng tới số hạng tiếp theo khi các bạn thay n này bằng n trừ hai có đúng không Nếu thay n này bằng n trừ một thì nó ra cái này mà thay n trừ này bằng n trừ hai thì nó ra à chỗ này nó ra là nếu nó bằng nữa thì nó sẽ bằng à, chứng minh tương tự thì sẽ có là x n trừ được chưa rồi cộng cho chỗ này sẽ là x n gì à, trừ bốn à, rồi chia cho x n -3. đúng không như vậy nó bằng nó bằng mãi cho đến gì à, nó cứ cái chỉ số này nó nhỏ dần mà như vậy nó nếu nó bằng mãi thì nó sẽ bằng chỗ này sẽ là gì là x 3 đúng không như vậy chỗ này sẽ cạo cho x1 và chia cho x2 đó như vậy cái cái cái, cái bí thức này đó à, cái phần số này nó sẽ bằng miết bằng miết bằng miết tới đây không rồi thì xuất phát từ đây thì theo điều kiện bắt đầu người ta cho x1 là bằng a x2 bằng b như vậy các bạn sẽ tính ra luôn x3 cho thầy này Như vậy theo công thức đây x3 thì nó sẽ bằng cái chỗ này sẽ là bằng uh, n 1 như vậy là bằng x2 được chưa à, là là chỗ này nó là B bình phương này đó cộng cho c này rồi chia cho cho x 1 đúng không x một anh là thứ hai này như vậy là bằng a đó như vậy là các bạn thay vô đây à như vậy nó bằng B bình cộng c chia cho a rồi cộng cho c tiếp à, rồi chia cho uh, x 2 là a chỗ này là B hả à, chỗ này là a luôn chứ đó, như vậy nó ra là B bình à, cộng cho C chia A, rồi cộng cho A chia cho B. Đấy, như vậy cái này là hàng số chưa? Các bạn thấy không? À, như vậy từ cái xn cộng xn trừ 2 chia xn trừ 1, các bạn sẽ nhân xn trừ 1 lên đây, rồi chuyển cái n trừ 2 qua. Như vậy ta sẽ được cái đẳng thức. À, như vậy ta kết luận vậy. À, xn cộng cho xn trừ 2 thì sẽ bằng cái số này đây. À, cái số này thì nhân lên luôn hả? B bình cộng C cộng cho A bình chia AB. Được chưa? Rồi, nhân cho gì đây? Nhân x này 1. Đấy, như vậy là từ cái cái đề bài toán ta rút ra được cái đẳng thức này, này. Các bạn thấy chưa? À, như vậy đây là một cái cái công thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc hai chưa? Cái đúng không? Đấy, như vậy là alpha ở đây nó đóng vai trò chính là gì? chính là B bình cộng C cộng A bình chia AB chưa à. Còn cái beta ở đây nếu mà chuyển qua bên này thì beta nó sẽ đóng vai trò đó là trừ 1 Đấy các bạn sẽ tìm được ngay alpha beta thôi Tuy nhiên ở đây chúng ta không cần thiết phải đi tìm alpha beta dựa vào các quy trình biến đổi này Mà chúng ta sẽ dựa trực tiếp vào trong cái gì à, Vào trong cái điều kiện ban đầu để tìm alpha beta cho nó nhanh nha Chứ không có làm dài dòng như thế này phức tạp nha Ở đây mục tiêu của thầy là để chứng minh rằng là Từ cái đẳng thức này nè. À, từ công thức đi hầu đã cho đó, ta có thể tuyến tính hóa được, có thể chuyển nó về dạng công thức tuyến tính được. Đấy. Thì có việc mà biến đổi như này để chứng tỏ rằng à, chúng ta đã tuyến tính hóa cái cái công thức đi hầu đã cho được. Các bạn rõ chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ ta sẽ giải quyết cái, một cái ví dụ cụ thể trong cái bài toán này. Nha. Theo như tinh thần mà chúng ta đã trình bày ở đây, nhé. bây giờ nếu các bạn đã nắm được công thức này rồi thì các bạn thế số vô là ra luôn nha nó ra luôn cái công thức tri hồi tuyến tính này còn nếu không thì ta đi tìm thôi nó không có vấn đề gì khó khăn cả nha bây giờ à, thống nhất là ta đi tìm vì ta xem như là ta không thể nhớ được cái công thức tri hồi mà chúng ta mới vừa chứng minh nha rồi ở đây ta, ta ta, ta, tuyến tính hóa bằng cách ta giả sử nha giả sử xn ở đây là nó bằng alpha nhân xn trừ một cộng cho beta nhân xn trừ hai được chưa rồi Thế thì các bạn khai thác cái giả thiết ban đầu này cho thầy này. Đúng không? Như vậy ta suy ra được là gì? Vậy. À, từ đây thì các bạn sẽ tính cho thầy hai cái hai cái công công thức thôi ha. Ở đây thầy sẽ lấy là tính x3 đi nha. Đây, thế vào công thức này thầy tính x3 rồi này. Như vậy theo đây thì x3 nó là bao nhiêu? X3 đó thì chỗ này nó sẽ là bằng à x2 bình. Được chưa? Đó, rồi cộng cho 2. Rồi chia cho x3, x1 chứ nha. Chia x1. Rồi các bạn thay vô cho thầy này. À, x2 bình là bằng 1. Như vậy chỗ này là bằng 3. 3 phần 1. Được chưa? Cái này là 1 này, cộng 2 là 3 chia cho 1 là 3 này. Đó. Rồi thầy tính nốt luôn cái x4 này ra luôn. Tại sao vì tìm thứ hai cái alpha beta mà. Như vậy chỗ này từ cái công thức này các bạn tính cho thầy x3 và x4 ra. Rồi, x4 thì nó bằng cái gì? x4 các bạn thay vô đây nha. x4 thì nó bằng là x3 bình. x3 bình. Cộng cho 2 chia cho x2. Chưa? VN được chưa? Vì n trừ 2 mà. Như vậy là x3 bình á, thì cái này nó là 9. 9 cộng với 2 là 11. Chia cho x2 là chia cho 1. Như vậy là bằng 11 nha. Rồi. Như vậy là giả sử xn chúng ta nó có cấu trúc tiến tính như thế này. Phải không? Tiến tính hóa được mà. Đấy. À, thế thì lúc này ta sẽ có à, là x3 sẽ bằng alpha nhân cho x2 cộng beta nhân x1 chưa? Yeah. Đúng không? Rồi ta thay vô thôi. Điều này tương đương à, x3 ta mới vừa tính trên là bằng 3 nè. Rồi, à, x2 với x1 nó cho bằng 1 nghĩa là alpha cộng beta đúng không? Đấy. Rồi tương tự như vậy là ta có x4 à, thì nó sẽ bằng alpha lần x x3 nha, yeah. alpha x3 cộng cho beta lần x2 được chưa như vậy tương đương x4 hồi nãy cho ta tính ở à, trên công thức chung này ta tính là bằng 11 này đấy rồi x3 đó thì ta tính là bằng 3 này à, như vậy nó bằng 3 alpha này và x2 thì nó bằng một à, như vậy nó bằng beta này đó các bạn giải cái hệ này ra thôi rất là dễ đúng không như vậy là từ cái đây này à, ta sẽ suy ra được ha rồi alpha bằng mấy và beta bằng mấy đấy rất là dễ đúng không à, lấy cái tay này à, dưới này trừ tay đi cho nó dễ như vậy là chỗ này nó còn lại là 2 alpha nhé. 2 alpha mà nó bằng 8. 2 alpha bằng 8 thì alpha bằng 4 hả? Được chưa? Rồi. Uh, beta thì bằng 3 trừ 4. Như vậy là bằng âm 1. Đấy ta kết luận ngay. Vậy. Uh, Xn. Uh, sau khi tiến tính hóa cái tuyến tính hóa cái công thức tri hầu đã cho này, này. Thì Xn cần tìm nó sẽ là bằng 4 Xn trừ 1 và cộng cho beta à, nghĩa là trừ cho xn trừ hai đó đây chính là cái công thức truy hồi tuyến tính cần tìm của chúng ta đúng không đó còn nếu không thì à, các bạn sẽ sử dụng cái công thức mà thầy đã chứng minh ở trên đây nè. các bạn thế nó vô cũng được à, này, thế nó vô thôi đó như vậy cái này nó bằng cái gì như trong bài toán này thì cái này nó sẽ là xn này cộng cho xn trừ hai đúng không thì bằng cái này b bình nhá các em b bình nó là là ứng ví khai này, này như vậy nó là bằng 1. Rồi cộng cho C, C ở đây là bằng 2 này, như vậy là cộng cho 2 này. Cộng cho A bình, A bình ở đây bằng 1 luôn này, ha. Cộng cho 1, chia cho gì? Chia cho A chẳng B nghĩa là chia cho 1. Rồi nhân cho xn 1. Như vậy kết quả đây nó sẽ bằng xn cộng xn trừ, 2 là bằng gì mấy? Bằng 3. Đây là 4xn đúng không? Đấy. Như vậy nó giống y cái này này. Các bạn thấy chưa? Đấy, cái này này. Nó y cái này luôn thôi, chẳng có gì khác cả được chưa nào? Đó. Như vậy rằng là nhờ cái công thức này, nếu các bạn thuộc công thức này thì các bạn ghi ra luôn là nó ra thôi. Tuy nhiên là theo thầy nghĩ rằng là trong cái trường hợp mà tổng quát có những cái bài toán tùy ý thì ta sẽ giải như thế này thôi là tuyến tính hóa được, phải wow. không? Rồi thế thì bây giờ tới đây thì cái việc đi tìm x_n rất là đơn giản, các bạn chỉ cần giải phương trình đặc trưng ra là xong ngay Nha. Đấy, Phương trình đặc trưng này. À, phương trình đặc trưng ở đây nó sẽ là R bình phương trừ 4, R cộng 1 bằng 0. Đúng không? Rồi, chắc lại thầy bấm máy tính cái này thử nha. À, cái này nó sẽ là bằng cái gì? À, ta chọn là mút 5 nè. Cộng 3 nè. A là 1. B là trừ 4. C là 1. Rồi, nó ra là 2 căn 3 với lại là 2 trừ căn 3 được chưa? 2 cộng căn 3 với 2 trừ căn 3 phải không? À như vậy là tương đương. R sẽ bằng 2 cộng trừ căn 3. Như vậy ta kết luận à vậy cái nghiệm tổng quát của cái công thức truy hồi đã cho là xn cần tìm à nó sẽ bằng gì đây? Alpha, đúng không? À, bây giờ tôi đừng ghi alpha nữa mà các bạn sẽ ghi là a đi vì alpha nó trùng với đây này mất này a đấy, nhân cho 2 trừ cho căn 3 mũ n cộng cho b nhân cho 2 cộng căn 3 mũ n được chưa rồi sau đó các bạn à, sử dụng hai cái điều kiện ban đầu này này đó để các bạn đi tìm a và b này luôn được chưa Đấy, tìm A và B thì nó, tất cả đoạn này nó quá đơn giản của chúng ta rồi nha. Để các bạn thay vô ví dụ như là x1 à x1 x1 nó bằng cái gì à x1 có nghĩa là cái này nó là a này nhân cho 2 trừ căn 3 này cộng cho b này nhân cho 2 cộng căn 3 này đúng không? Đó, đề nó cho là là bằng 1 này. Đấy, còn x2 là gì? x2 nó là a nhân cho 2 trừ căn 3 bình phương này cộng cho b nhân 2 cộng căn 3 bình phương này. Đấy, rồi cũng bằng 1 luôn, đúng không? Đấy, từ cái hệ này là các bạn sẽ tìm ra được A và B thôi. Cái việc tìm AB này nó không khó. Hoặc là từ đây thì các bạn đi tính cho thầy cái chỗ này tính cho x0 Hả? Tính thông qua x0. Chắc là được nha. Thế một vào đây, thế một vào đây là suy ra được x0 này. Nha. Chắc là tính ra. Thực ra lấy x0 cũng được, x0 là nó gọn hơn. Rồi, đấy. Bây giờ ta sẽ xem cái bài giải của nó nha. Tất nhiên là thầy đã giải rồi định hướng phương pháp thôi chứ còn các quy trình thì nó không có gì mới mẻ cả à, sau khi chúng ta đã chứng minh được là nó tiến tính hóa được thì lập tức cái cấu trúc của cái, cái công thức tri hầu đã cho nó sẽ biến thành như này à, nó biến thành như này và tìm alpha beta như hồi nãy thầy đã trình bày là sau khi tìm anh pha beta dựa vào hai cái điều kiện ban đầu là ta tính được nó có dạng xn bằng 4 xn trừ một trừ cho xn trừ hai phương trình đặc trưng giải ra là hai nghiệm cộng trừ hai căn ba vậy đây chính là công thức nghiệm tổng quát có dạng như thế này. Và đi tìm AB thì ta khai thác giả thiết x1 x2 và sau khi giải ra thì nghiệm nó ra đây. Đây A và B ta tính ra đây này. Đó, nó hư lẽ nhá các em. Rồi. Và và lấy cái AB thiếu qua đây nữa nữa là xong công thức nghiệm này. Được chưa? Đó. Rồi. Tất nhiên là các bạn về kiểm tra lại cái hệ này thì giải đúng chưa không? Nhiều khi cộng trừ nhân chia nó cũng dễ bị nhầm lẫn. Đây, ở dưới đây ta có cái bài tập tương tự để chúng ta tự rèn luyện thêm. Đây, giải công thức tri hầu xn là bằng xn trừ một bình phương trừ 30 chia cho n thứ hai nghĩa là cái xe ở đây đóng vai trò là trừ 30 nhé ở đây x0 nó cho bằng 1 và x1 nó cho là bằng 1 cộng 3 căn 3 được chưa Đó, à, x1 x2 hay là x0 x1 gì nó trả ảnh hưởng gì cả đấy các bạn có thể tìm ra được ngay cái công thức truy hồi tuyến tính của nó à, công thức truy hồi tuyến tính tương ứng của nó dựa vào hai cái điều kiện ban đầu này nha rồi sau khi tìm ra thì bắt đầu giải các công thức truy hồi tiến tính và tìm hai tham số lại tiếp tục dựa vào hai điều kiện ban đầu này nữa nha đấy thì đáp số nó đây này đây là đáp số này nha đó là x cần tìm Nó sẽ là hai mũ n cốt n b bình ba cộng ba lần sin n b 3 ba được chưa rồi à, ngoài cái dạng này ra thì chúng ta còn một cái dạng nữa các em đó là cái dạng mà cái công thức truy hồi của chúng ta nó có dạng căn thức nữa không? nó có dạng căn thức và thầy sẽ đi qua nấu cái dạng cuối cùng tất nhiên là còn những cái dạng khác nữa nhưng mà ở đây là những cái dạng mà ta thường gặp thường gặp à, những cái dạng có thể tiến tính hóa được à, đây cái dạng thứ tư nó sẽ có cấu trúc như thế này các em một cái công thức tri hồi bậc hai à, cái này nó bậc một thôi nha bậc một có dạng căn thức đó là xn cộng một là bằng a nhân xn cộng cho căn bậc hai của b à, xn bình phương cộng một à, à, trong đó là x0 này nó cho bằng c à. rồi À, trong đó là abc này thuộc r với cái n là giải số cần tìm thế thì à, người ta sẽ đưa cái này nó về dạng truy hầu bậc hai đây truy hầu tuyến tính bậc hai đây nó đưa về dạng như thế này có nghĩa là tuyến tính hóa được không được nhưng mà tuyến tính hóa về cái dạng không không đồng bậc với như thế này nhé nó không đồng bậc ở đây này nó chỉ là bậc một nhưng mà xuống này tới bậc hai lần rồi thì thì cái việc mà chứng minh tại sao cái này nó tuyến tính hóa được như thế này thì có lẽ là các bạn tự tìm coi thứ là tại sao ha ở đây có lẽ là thầy sẽ không không trình bày cái việc là dẫn dắt biến đổi từ đây về đây nữa các bạn có thể tự tìm thử coi ha rồi à, thế thì sau khi mà tuyến tính thì cái việc mà đi tuyến tính cái này thì các bạn cũng phải khai thác cái giả thiết đây nè đó khai thác cái giả thiết là ban đầu x bằng c cùng với công thức đi hậu đi này để các bạn tìm alpha và beta cho thầy nha. đấy sau khi có alpha beta thì tôi viết ra được cái công thức nghiệm của nó nữa là sao được chưa đấy và cái dạng này người ta cũng gọi là dạng tuyến tính hóa được tiến tính hóa được đi chưa nào đó còn vì sao nó tiến tính, tính hóa được thì thì các bạn thử chứng minh thử à, tại sao cái này nó đưa về cái này được đúng không Đấy. chắc có lẽ là cũng không khó lắm đâu à, tao thử làm thôi nhé rồi ở đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng nó vào trong một cái bài tập cụ thể để chúng ta làm mà thôi rồi bây giờ nếu như bài tập của chúng ta nó có dạng là căn thức à, dạng bậc một như thế này đây nó có dạng là xn cộng một là bằng a nhân xn căn của bxn bình phương cộng 1 đây Được chưa và cái c ở đây đóng vai trò là không đây. thế thì phương pháp giải ở đây chúng ta cũng cũng giả sử à ta, nó, ta, ta biết là nó tuyến tính hóa được nhé à, như vậy ta giả sử là xn cộng 1 nó sẽ có dạng là alpha nhân xn cộng cho beta nhân xn trừ 1 được chưa rồi thế thì bây giờ từ đây à các bạn tìm alpha beta cho thầy bằng cách tính ra cho thầy À, chắc có lẽ là cần thiết phải có hai cái nữa ha. Ví dụ để tính thêm x1 ra nè. Đó. x1 thì nó bằng gì? 5 lần x0 này. Cộng cho căn của 24 này. Đúng không? Chỗ này là x0 bình phương này. Cộng 1 đúng chưa? Rồi các bạn thấy x0 bằng 0 vào ha. Như vậy kết quả này nó bằng 1 nha. Rồi tiếp các bạn tính nối cho thầy cái căn tràng x2 đi. Được chắc phải tính thêm vài cái vì nếu mà viết cái dạng truy hầu tư tí tích bậc 2 thì thì cái này các bạn phải tính từ x, x2 rồi tính x3 đúng không? Đấy như vậy là chỗ này là phải tính tính từ x3 luôn mới được ha. Rồi x2 thì nó bằng cái gì? X2 thì theo công thức nó bằng 5 lần x1 cộng cho căn của 24 nhân cho x1 bình phương cộng 1. Được chưa? Rồi x1 ta mới vừa tính ở trên bằng 1 đấy. Như vậy ta, các bạn thay vô đây là 5 này. 5 cái này là bao nhiêu nhỉ? 4. 24 cộng 1 25 cộng 5 tiếp này. Như vậy nó bằng 10 nha được chưa? Rồi, tiếp tục tính cho thầy cái x3 đi. Vì đàn nào đi nữa thì cũng tìm alpha beta là phải tính tới x3 lần Rồi, à x3 thì nó bằng cái gì? X3 thì nó sẽ bằng 5 lần x2 cộng căn của à cái này là 24 x2 bình cộng 1 nha, theo công thức đi hầu đây, phải không? Thì cái này nó bằng cái gì? À thay bằng 10 vô nha. Như vậy là cái này nó bằng 50. 50 cộng cho căn 24 nhân cho 100 cộng 1. Đúng chưa? Rồi ta tính cái này thì là bao nhiêu nha. Như vậy là ở đây là thầy lấy là 50 này. Đây là 50 hả? À rồi thầy cộng vô cho cái này là căn của bao nhiêu? Cái này là 2400 cộng 1. Đúng chưa? Đây là 24 nhân 100 này ha. Rồi. Ra 99 đúng không? Rồi nó ra 99 này. Đấy. Rồi bây giờ ta thay vô đây thôi ha, à, ta tìm alpha beta nha. Ở đây ta có x2 thì theo như công thức đây á thì nó sẽ bằng là alpha nhân cho x1 cộng beta nhân x0. Được chưa? Như vậy điều này có nghĩa rằng x2 ta tính ra bằng 10 rồi nè. Alpha nhân x1 x1 bằng 1 x0 bằng 0 như vậy là alpha bằng 10 xong ha à. tiếp tục x3 là bằng alpha nhân cho x2 cộng beta nhân x1 đúng chưa đấy thay công thức này thôi nhá x3 thì ta mới vừa tính ra là 99 này đấy alpha nhân x2 nghĩa là alpha nhân với x2 chúng ta tính ra là bằng 10 này đấy rồi cộng với gì beta nhân với x1 là bằng 1 này à. mà alpha hồi nãy ở đây này nó bằng 10 rồi như vậy nó bằng 100 này cộng với beta như vậy ta rút ra được beta là bằng gì âm 1 đúng không đấy như vậy cái công thức truy hồi này sau khi tuyến tính hóa thì nó thành công thức sau đây à như vậy xn cộng 1 sẽ bằng là 10 xn trừ cho xn trừ 1 đấy công thức này sẽ được tuyến tính hóa thành công thức này được chưa đó rồi, thế sau khi mà tuyến tính hóa rồi thì bắt bạn sẽ tiến hành giải nó. Thế cái việc giải ở đây là ta sẽ tìm cái phương trình đặc trưng nhé. Phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng ở đây nó sẽ là R bình và trừ cho 10R cộng 1 bằng 0. Được chưa? Chắc có lẽ là phải bấm máy tính thôi. Nó hơi lẽ đó. Rồi cái này ta bấm máy tính là mốt 5 này. À, chọn 3 phải không? Rồi cái này là 1 ha. Rồi tiếp tục là trừ 10 nha các em. Rồi 1. 2 cộng à, 5 cộng 2 căn 6 à. Rồi tương đương với R sẽ bằng 5 cộng trừ 2 căn 6 Đó chính là nghiệm mà chúng ta giải ra đó không à, 5 cộng trừ 2 căn 6 Được chưa Rồi và đây là hai cái nghiệm à, phân biệt cho nên cái công thức này nó sẽ có à vậy cái nghiệm tổng quát của cái sau này này ha à. Đấy và đồng thời nó cũng là nghiệm tổng quát của cái công thức đi hầu đã cho này à, nó có dạng chứ chưa 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 cụ thể ha có dạng thôi ha. xn sẽ bằng a nhân cho gì 5 trừ 2 căn 6 mũ n cộng cho b nhân cho 5 cộng 2 căn 6 mũ n rồi trong đó a b là hai cái số thực mà chúng ta cần phải tìm được chưa rồi bây giờ để tìm hai cái số thực AB thì các bạn khai thác cho thầy các cái điều kiện ban đầu này, chỉ cần hai cái thôi, không cần lấy nhiều ha. Và các bạn lấy cho thầy hai cái điều kiện là x0 và x1 này thôi. Được chưa? x0 thì nó bằng cái gì? x0 á, là nó sẽ bằng a cộng b này. Đó. Rồi, x0 nó cho bằng 0 hả? Rồi tiếp tục. x1, x1 thì nó sẽ bằng a nhân cho 5 trừ 2 căn 6. Cộng cho b nhân cho 5 cộng 2 căn 6. Rồi theo đề nó cho là x1 là bằng 1 này. Đấy, các bạn giải cái hệ phương trình này ra thôi là các bạn sẽ tìm vào được AB. Được chưa? Có AB thay ngược lại qua đây nữa là ra được công thức à, nghiệm tổng quát của cái công thức tri đã cho. À, của công thức này. Đấy. Rồi, tất nhiên rằng là cái việc mà giải những cái này thì nó khá là quen thuộc rồi. Chủ yếu là cái công đoạn mà tiến tinh hóa đây này. Các bạn nhớ chưa? Thì có phương pháp tiến tinh hóa thì các bạn chủ yếu lập các cái điều kiện ban đầu để ta tính nó ra thôi. Hả? À. Rồi dưới đây là một cái cái bài giải chi tiết cho cái quá trình hướng dẫn ở đây Ở đây ở đây thầy sẽ ghi cái dạng tiến tính của nó ra này và khai thác các cái điều kiện ban đầu Bằng cách là dựa vào các cái alpha 1, alpha 2, alpha 3 mà thầy hồi nãy thầy tính ra đó. Ha thì đã suy ra được alpha tính ra là bằng 10 này và beta tính ra âm -1 được chưa? Tất nhiên nó có nhiều cách làm mà cách nào thì cũng thế thôi, Đằng nào nó cũng ra kết quả là như thế này cả. Được chưa? Rồi, sau khi có alpha beta thay vào đây, lập ngay cái phương trình đặc trưng và giải ra có hai nghiệm cộng 5 cộng trừ 2 căn 6. Và ta suy ra được cái cấu trúc à, cấu trúc nghiệm tổng quát của cái công thức truy hồi tuyến tính tương ứng đây. Và việc còn lại là tìm AB bằng cách khai thác hai cái điều kiện ban đầu, đó là điều kiện x0 và điều kiện x1. À, giải ra A và B này. Đấy, thay cái A và B vào trong cái công thức này nữa là ta được kết luận nghiệm tổng quát cần tìm cuối cùng, phải không? Đấy. À, đấy là cái quy trình tiến tính hóa thôi à, khác nhau ở chỗ đó. rồi các bạn thấy bài tập ở dưới đây nó có một cái bài tập tương tự làm thêm để chúng ta rèn luyện ha người ta yêu cầu chúng ta giải công thức tri hồi xn cộng một là bằng 5 xn cộng cho căn 24 mươi bốn xn phương trừ chín sáu và x chia đôi cho bằng hai được chưa à, sau khi mà tìm các công thức tri hồi này giải nó ra rồi ấy, thì các bạn sẽ chứng minh cho thầy rằng là xn ở đây ấy, nó sẽ lớn hơn bằng 2 nhân cho 5 mũ n thì cái việc chứng minh đây là một cái bài toán chứng minh bất đẳng thức thì chắc là nó không khó các bạn có thể sử dụng rất là nhiều cái phương pháp để làm mà đây một trong những cái phương pháp mà chúng ta rất thường hay dùng đó là gì có thể dùng ngay quy nạp để làm cũng được vì những cái bất đẳng thức liên quan tập số tự nhiên là dùng quy nạp và làm ra ngay nha còn không thì các bạn làm gì có thể sử dụng một số các bản thức cơ bản ví dụ như bất thức cosi rồi đấy để ta làm thì nó cũng sẽ ra thôi nha cho nên thầy nghĩ rằng là cái việc mà chứng minh rằng là cái xn cần tiền của chúng ta đây này là nó lớn hơn bằng 2 nhân cho 5 mũ n với mũ n là số tự nhiên thì chắc có lẽ làm được phải wow. không? Đây. Sau khi các bạn làm cái này xong, đầu tiên là tiến tính hóa nhé. À. ví dụ như là xn cộng 1 alpha nhân xn cộng beta nhân xn trừ 1. Đấy, tiến tính hóa xong, giải cái phương trình này ra nhé, công thức này ra và tìm được đáp số nó này. Đấy. nhớ là phải khai thác cái điều kiện ban đầu này nhé. Rồi. bây giờ nhiệm vụ còn lại của chúng ta là chứng minh cái n này phải lớn bằng à. chứng minh cái này lớn bằng 2 x 5 mũ n à, với mũ n là số tự nhiên. Cái chứng minh cái này chắc có lẽ là đơn giản thôi, không khó lắm đâu nha. Rồi. Đó là à, những cái dạng công thức truy hồi mà thầy muốn giới thiệu thêm cho các bạn trong cái tình huống là gì? Ngoài những công thức truy hồi tuyến tính ra đó thì cái việc giải những công thức truy hồi phi tuyến tính thì làm thế nào? À, có nghĩa là những công thức truy hồi phi tuyến tính muốn giải được thông qua trạng thái tuyến tính được À, chứ còn mà trong trường hợp tổng quát thì nó rất là, 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 là khó đúng không rất là khó ở đây thầy chỉ mới giới thiệu cho các bạn những trường hợp có thể tiến tính hóa được thôi Đó. và những trường hợp này cũng không phải là tất cả mà những trường hợp này chỉ là những trường hợp thường gặp trong quá trình mà các bạn giải những công thức đi hồi thôi Đấy, chưa nào hãy hy vọng rằng là qua cái tiết học này thì các bạn sẽ có thêm một số các cái kinh nghiệm cũng nghĩa là những cái kiến thức nó mở rộng ra một chút nữa à, cho những cái tình huống giải những công thức đi hồi phi tiến tính Đấy, chưa nào à cái tiết học đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các em